Chào mừng các bạn đến với hệ thống laptop Sách Tay Shop. Trước mặt chúng ta là 3 mẫu có thể gọi là cao cấp hàng đầu thế giới hiện tại, một cặp Spectre và một chiếc XPS đến từ hãng Dell. Nhưng hôm nay Danh Yếu chúng ta sẽ nói về chiếc Spectre 2024. Đây là một trong những mẫu hiếm có và có thể gọi là rất rất mới có mặt tại Việt Nam. Chúng ta sẽ so sánh các cái dòng máy một lát sau. Ngày hôm nay đây là một cái mẫu với tên gọi rất là mới. Và đặc biệt Spectre này nó đi cùng với là một con CPU gọi là Ultra 7. Tại sao nó như vậy? Trong lúc tôi sẽ mở máy, tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu sơ. Có nghĩa là từ năm 2024 trở đi, những dòng Core i3, i5, i7 họ sẽ chuyển đổi thành cái từ Ultra trên các dòng laptop. Có nghĩa là Ultra 3, Ultra 5 và Ultra 7. Có nghĩa là tương đương chiếc laptop này là cấu hình Core i7 155H. Nó sẽ có điểm gì khác biệt so với các cái dòng đời trước? Một chiếc này là chưa khui siêu, trong tầm giá khoảng ngoài 40 nha. Chúng ta sẽ có một trong những chiếc cao cấp hàng đầu thế giới và cũng khá là hiếm. Chúng ta sẽ được khui ra. Đây còn một cái siêu. Tại Mỹ thì rất là nhiều bạn thích cái dòng này. Business hầu như là đều chọn mẫu Spectre. Nó có một cái giá trị rất là riêng, đẹp và thẩm mỹ và nó bảo mật rất là cao. Cái thùng được hai lớp, bên ngoài một cái thùng carton và bên trong một cái thùng như một thùng quà. Như các cái phiên bản trước thì họ vẫn giữ sử dụng một cái thùng màu trắng. Ở phiên bản này 2023 chúng ta thấy nó vẫn y chang một cái thùng màu trắng bên trong. Một sự nâng niu, một cái cảm giác rất là đặc biệt như một món quà. Đó, chúng ta sẽ thấy không còn nguyên cả cái siêu nè, hai cái siêu. Thường thì chúng tôi về Việt Nam chúng tôi sẽ khui ra, chúng tôi sẽ mở kiểm tra trước. Trước khi đến tay khách hàng thì mình sẽ đảm bảo rằng là nó phải đầy đủ, nó hoàn hảo hết. Chứ nhiều khi lỡ mà nó bị dọc đường trên vận chuyển nó rơi, nó vỡ, nó bể các cái, đến tay người ta mất thời gian lắm. Nên chúng tôi điều này rất là bình thường. Điểm gì khác biệt quan trọng nhất ở những cái dòng này? Ngày nay chúng ta đều biết rằng sự bảo mật nó quan trọng vô cùng. Ngoài cái giá trị, cái gì cũng đẹp nó cũng quan trọng, hoặc là nó tốc độ thì chúng ta đều biết rằng tôi mong muốn một cái máy đẹp, tốc độ cao, nhưng bảo mật đối với tôi nó cực kỳ quan trọng. Nó dành cho những ai có những cái giá trị cần phải bảo quản, quản lý. Chúng ta có nữ trang, chúng ta có vàng bạc, chúng ta tự nhiên sẽ phải gửi ở một nơi an toàn. Một là ngân hàng, hai là két sắt. Cái laptop nó cũng như vậy, nó sẽ gồm có những loại thông thường, phổ thông và những dòng siêu cao cấp. Những dòng càng cao cấp thì lớp bảo mật càng cao. Ở đây hai thương hiệu hàng đầu thế giới chúng ta có thể lựa chọn là Spectre đến từ HP hoặc là Dell XPS. Ở cái dòng Dell cũng rất là đắt, ví dụ như dòng sau như 9320 Plus hay là sau này sẽ là 9440, họ cũng sẽ có cái form ngoài 40 triệu chúng ta mới sở hữu được những chiếc này. Hãy cùng tôi mở chiếc HP Spectre 2024 mới nhất, có thể gọi là hiếm có tại Việt Nam. Chưa khui hết. Rất là kỹ càng và chăm chút. Cầm trên tay chiếc laptop có cảm giác khoảng tầm 1.2, 1.3. Nó rất là vuông. Bên trong cái thùng thì chúng ta sẽ thấy có một bộ phụ kiện đi kèm, gồm có adapter và dây nguồn. Trong đó thì đây là sách hướng dẫn sử dụng ha. Và đặc biệt cái khe này thì năm nay họ không có bỏ đi kèm với lại cái viết pen. Có nghĩa là cái viết chúng ta sẽ mua thêm, chứ họ không có đi kèm như các năm trước nữa. Đây là từ hãng chứ không phải là theo ý chúng ta. Khá đơn giản, khá đẹp. Chúng ta sẽ ghim pin thử để xem về cái màn hình của dòng laptop này. Và đây là chiếc laptop của chúng ta. Một cái logo rất đẹp,
một cái kiểu cách rất là spectre, bởi vì chúng ta nhìn hai cái vạt cốc rất là tiêu chuẩn, đẹp, không một cái gì đó tì vết cả, rất là hoàn hảo. Nó xứng đáng, nó rất là xứng đáng để chúng ta phải bỏ ra trên 40 triệu chúng ta sở hữu một trong những cái chiếc laptop thời trang nhất nhất thế giới. Rất là nhiều phụ nữ ở Mỹ người ta thích cái mẫu này vô cùng, bởi vì nó kiểu dáng nó duyên, nó rất là có duyên. Sự chăm chút từ ngoài đến trong. Tôi sẽ cảm giác tí xíu về chiếc laptop này nó có cái điểm gì khác biệt so với cái chiếc laptop của 2023 nhé. Nếu mà một cảm giác đối với chúng tôi thì ngày nào chúng tôi cũng mở những cái dòng máy mới này ra. Nhưng nói thật sự thì đây là một cái chiếc laptop tôi cũng có cảm giác rất là ấn tượng, bởi vì nó mang thứ nhất là rất là mới. Hai á là nó có cải tạo gì thêm hay không. Ở đây thì tôi thấy rằng hãng đã cố gắng đưa vào những cái công nghệ mới nhất mà họ mong muốn trên chiếc laptop này. Trong đó thì đặc biệt nhất đó là công nghệ AI được tích hợp vào CPU. Có nghĩa là từ 2024 thì chúng ta sẽ thấy cái dòng Ultra này nó sẽ có được tích hợp cái công nghệ AI. Có nhiều bạn cũng chưa mường tượng hết cái công nghệ AI nó được làm để làm cái gì. Tôi sẽ giải thích kỹ hơn trong lúc chúng ta kiểm tra ngoại quan của chiếc laptop nhé. Đầu tiên thì khi chúng ta nhìn chiếc laptop này, nó cũng có cái điểm chung gần giống như các phiên bản trước, nhưng tôi thấy nó tinh gọn hơn và nó được cắt đẹp hơn so với cái đường nét nó dễ chịu hơn tí xíu, và cái màu nâu nó rõ nét nâu hơn và có cảm giác như là nó lịch lãm hơn tí xíu. Thật ra thì phiên bản 2023 tôi thấy cũng rất là hoàn hảo rồi. Khi chúng ta mở ra thì cái khớp bản lề đó, nó quan trọng vô cùng. Đối với những dòng cảm ứng lật xoay thì cái khớp này nó phải thực sự là hoàn hảo, nó vừa. Nếu nó nhẹ quá nó sẽ lỏng, nó sẽ rất là dễ vỡ phía sau. Nhưng nó vừa vặn để chúng ta có thể gặp lại, biến thành một cái mái tóc. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng rất là ngọt ngào, dễ chịu. Cấu trúc bàn phím thì họ cố gắng giữ nguyên. Touchpad lớn, rộng rãi, nó hao hao như cái form của MacBook đúng không? MacBook Pro chứ không phải là MacBook Air, nó có cái kiểu dáng nó gần giống như vậy. Nhưng mà họ vẫn giữ những đường nét rất là spectre riêng của họ. Và ở đây tôi thấy rằng họ đã thay đổi bằng Poly Studio, có nghĩa là cái hãng âm thanh nó sẽ thay đổi tí xíu. Nút Power sẽ là một chạm ở đây, nó sẽ có gờ bảo mật vân tay, nên là họ ấn luôn cả một cái bảo mật vân tay rất đặc biệt ở đây. Ở đây chúng ta chưa ghi pin có thể sẽ không lên máy đâu. Hai dãy loa được tinh gọn hơn. Rồi chúng ta sẽ nói kỹ hơn về CPU. Ở đây trước mặt chúng ta có thể gọi là một chiếc Core i7 nhé, Ultra 7 155H, có thể up lên đến 4GB 8, 24 MHz, 16 core, 22 luồng. Đây là một option CPU rất là lớn, với RAM trong máy được tích hợp là 16GB DDR5 7467, một cái RAM rất là mới. Ổ cứng cũng rộng rãi luôn, họ cho phép chúng ta đang có sẵn lên tới 1T VCL Zen 4 rất là mới. Một điểm quan trọng về cái giá trị, nếu mà xét về tốc độ, chắc chắn rằng phiên bản này nó sẽ nhỉnh tốc độ hơn phiên bản trước đây một bậc. Thì theo thông số đo thì chúng tôi thấy nó tùy thuộc vào cái việc sử dụng các ứng dụng. Tuy nhiên chúng tôi thấy nó dao động từ tầm từ 5-10%, đó là mức trung bình. Và điểm lợi thứ nhì khá quan trọng, gần đây thì hầu như chúng ta đều sử dụng card màn hình rất là nhiều cho những cái Photoshop. Dù rằng là chiếc laptop này chúng ta không có mục đích để mà ngồi vẽ, nhưng mà đối với những người CEO, lãnh đạo, chúng ta xem bản vẽ lại, chúng ta cũng có thể kiểm tra các cái chúng ta cần mướt hơn. Thì ở bên trong đây đang sử dụng cái Intel ARC Graphics, có nghĩa là card màn hình này nó sẽ theo con CPU này, và nó thay đổi bởi 2024. Họ không làm cái card màn hình của các cái dòng trước. Xét về tốc độ thì ARC Graphics này nó sẽ nhanh hơn gần như gấp đôi so với cái card của năm ngoái. Đó là một cái điểm hay. Dù rằng đấy không phải là card màn hình rời nha, card on board thôi, nhưng mà cho phép nó xử lý tốt hơn gấp đôi. Chúng ta xem sơ các cái cổng máy. Từ bên hông chúng ta thấy họ vẫn sử dụng một cổng USB phổ thông, có nghĩa để chúng ta có thể ghim chuột được, ghim các ứng dụng phổ thông. Một số đợt thì tôi thấy họ biến thành Type-C hết. Nó khá bất lợi, bởi vì khi chúng ta cần ghim con chuột, cần ghim những cái gì thông thường thì lại không ghim được. Họ dồn cho một cái cổng Type-C ở phía này. Thì ngày hôm nay họ đã chuyển nó thành một cái headphone micro.
Đó, ngày trước thì thường thường tôi thấy rằng hai gốc này sẽ là họ làm một cái Type C với USB-C, nhưng mà họ đã hiểu ý hơn, họ thấy hơn cái sự phàn nàn khách hàng là tôi muốn cần có một cái cổng bình thường, dù rằng cái khe này rất là hẹp cho nên họ phải bóp cái này lại cho nó có duyên hơn, nó không có bị hở rộng. Và bên đây đó đúng như vậy, họ vẫn giữ một hai cái Type C, trong đó một cái có thể đi ghim chính vào cái adapter luôn. Rất đơn giản, dòng chữ Spectre, mặt sau khá tinh tế, đẹp, hoàn hảo. Chúng ta sẽ nói kỹ hơn về màn hình trên chiếc laptop đặc biệt này. Trước mặt chúng ta là một màn hình 14 inch 2K8 2880x1800. Một dòng cao cấp, nó phải đi kèm với một cái màn hình độ phân giải cao. Và đặc biệt năm nay thì họ sử dụng công nghệ OLED để nâng cấp cho cái màn hình nó theo tiêu chuẩn mới nhất. Điểm mà tôi ưng ý nhất ở đây có nghĩa là cái hẹt của cái màn hình này nó có thể xê dịch từ 48 hẹt lên đến 120 hẹt, có nghĩa là thông thường chúng ta sẽ tiết kiệm được cái khoản điện nếu như chúng ta sử dụng thông thường. Màn hình năm nay nó sẽ cải thiện hơn rất là nhiều yếu tố, trong đó chúng ta sẽ thấy rằng máy sẽ đạt được 100% DCI-P3. Chúng ta đều biết rằng là sRGB hoặc là DCI-P3 là hai cái tiêu chuẩn quốc tế về tiêu chuẩn màn hình dành cho những cái đồ họa poster. Nếu như chúng ta đạt được tiêu chuẩn 100% này thì có nghĩa là khi chúng ta vẽ một cái poster ra, nó sẽ có độ trung thực màu nó tương đương 100% như vậy. Đó là những cái giá trị mà những cái người CEO lãnh đạo, khi chúng tôi nhận một cái bản file, chúng tôi đọc cái chấm màu tím là màu tím, màu xanh là màu xanh, màu xanh lá là xanh lá, nó sẽ không có bị sai lệch nhiều. Thông thường khi chúng ta nhìn lên một cái màn hình, nó sẽ bị sai điều này. Khi chúng ta in ra nó bị sai rất là nhiều, đó nó sẽ rất là bực. Cho nên một cái laptop giá trị nó phải đi kèm với cái đó. Độ sáng lên đến 400 nit là một trong những yếu tố khá là quan trọng có sẵn trên cái dòng này. Ngoài ra thì đối với những cái người mà lãnh đạo thì người ta cũng sợ rằng nó có hại sức khỏe khi chúng tôi phải lâu trên máy. Và cái màn hình này nó đáp ứng được tiêu chuẩn low blue light, có nghĩa là cái tia xanh độc hại nó sẽ ngăn được. Hầu như những cái gì chúng ta lo sợ thì trên màn hình này đã hoàn hảo hết cho chúng ta. Một số màn hình thì không được trang bị cái cường lực, và màn hình này nó có cường lực, tại vì khi chúng ta chạm vào nó sẽ lún màn hình. Nó giống như cái công nghệ của iPad, nó sẽ cứng hơn. Một số màn hình lụa thì nó sẽ mềm hơn, cho nên điều này sẽ an toàn hơn cho chúng ta khi chúng ta bẻ làm hai. Trọng lượng cũng khá nhẹ, tầm 1.3-1.4 thôi, tôi nghĩ là hợp lý. Và đặc biệt thì các dòng cảm ứng sẽ có mức pin rất là lâu, nó dao động tầm từ 5 giờ đến 10 giờ đồng hồ nếu chúng ta biết cách sử dụng những ứng dụng nó vừa phải. Chúng tôi sẽ nói sâu hơn về cái cấu hình và giá trị của AI. Hồi nãy tôi có nói chiếc laptop này đang sử dụng dòng Ultra 7 155H 4G8, có nghĩa là rất lớn, có nghĩa là tục lên đến 4G8 là một khoảng thoải mái để chúng ta có thể xử lý hàng loạt các cái tác dụng. Trong đó thì chúng ta đều biết rằng trước đây cái công nghệ CPU nó sẽ gồm có CPU và GPU. CPU nó quản lý tốc độ, GPU nó quản lý cái card đồ họa. Và chiếc laptop này được tích hợp thêm một cái NPU, nó gọi là xử lý tăng cường. Cái NPU này nghĩa là gì? Nó được viết tắt bởi chữ Neural Processing Unit, có nghĩa là bộ xử lý thần kinh. Phần lớn nó sẽ xử lý về các tác vụ liên quan đến AI. Chúng ta đều biết rằng ngày nay khi chúng ta sử dụng AI cho việc gì? Hãy nhìn TikTok đi. Khi chúng ta lướt một cái gì đó mà chúng ta ngừng lâu khoảng chừng 5 giây đến 10 giây, một hồi nữa chúng ta sẽ lướt thấy toàn là thứ đó không. Đó là một cái dạng AI, nó quản lý được từng nhóm cá nhân nhỏ. Và trong xử lý hình ảnh cũng vậy, khi chúng ta đưa ra một cái nội dung thì nó sẽ hiểu rằng bạn chọn cái cảnh hay một con vật, con chó, con mèo, nó đưa vào rất là nhanh. Thay vì chúng ta phải xử lý thủ công thì nó sẽ đưa vào. Điều này đã có từ cuối năm ngoái, bắt đầu công nghệ AI phát triển. Và gần đây, dù rằng nó chớm khá là mới, nhưng hầu như NPU này nó bắt đầu được đưa vào dòng chip của năm 2024. Nó sẽ có giá trị vô cùng lớn đối với những tác vụ liên quan đến AI. Và đặc biệt thì năm nay, chính xác hơn là cuối năm ngoái, Microsoft họ cũng đã đưa cái công nghệ AI vào trong cái phần ứng dụng của họ rồi. Cho nên bắt buộc những dòng CPU nó phải đi cùng với lại việc quản lý chung các ứng dụng.
Có nghĩa là nó bổ trợ cho nhau. Khi chúng ta cần thiết, nó xử lý rất là nhanh. Nó không phải là làm thô như trước đây nữa, mà nó sẽ bổ trợ rất tốt để chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian. Khi chúng ta làm một cái điều gì đó, thay vì mất nửa tiếng đồng hồ thì chúng ta mất có thể chỉ 5 phút thôi. Đó là cái giá trị mà AI, người ta nôm na tôi gọi là có công nghệ AI đó. Nó thật ra nó đúng sau cái từ NPU thôi. Điều đó để nói rằng chúng ta phải thích nghi với môi trường, chúng ta phải thích nghi với thời đại. Thời đại tiến tới, ta tiến tới. Thời đại sản xuất ra robot thì ta phải xài robot. Chúng ta cũng không chống đối được. Dù rằng chúng ta cũng một số người thì nghĩ rằng là robot AI này nó sẽ làm điều gì đó, nó tổn hại hay không, chúng ta chưa biết. Nhưng thật sự rằng chiếc laptop này nó đã có cái công nghệ này rồi, thì chúng ta hãy trải nghiệm nó thôi. Miễn sao chúng ta làm những điều tốt đẹp là được. Tiếc rằng là tôi không thể kích hoạt cái máy này, bởi vì đây là một chiếc laptop hoàn toàn tôi khui mới cho các bạn xem. Vì khách hàng cũng đã chốt rồi, một lát nữa chúng tôi sẽ giao. Và chúng tôi cũng mong muốn là sẽ kích hoạt cái bản quyền của máy trước mặt khách hàng. Đó là một sự trân trọng của cái người mua. Ở đây thì chúng tôi ưu ái luôn luôn chọn những mặt hàng đến từ Mỹ. Nó sẽ có độ công nghệ và độ tiêu chuẩn hàng đầu, nó sẽ cao nhất thế giới. So với ví dụ như một số nước cũng sản xuất cái dòng này ra y như thế này, nhưng nó sẽ, giá thành nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều nha. 3 triệu, 5 triệu đến 10 triệu luôn. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng nó không có hoàn hảo. Nó không hoàn hảo vì nhiều yếu tố lắm. Nếu các bạn cần hỏi những cái điều này chuyên sâu, chúng tôi sẽ cố gắng giải thích cho các bạn để các bạn thấy rằng nó có sự khác biệt hoàn toàn. Và chính vì vậy, nếu những cái đồ nào mà đúng của Mỹ như thế này, bạn sẽ thấy rằng nó xài nó sướng vô cùng, và nó thoải mái vô cùng, và nó hoàn hảo. Nó đúng là tiền nào của nấy. Đó, và chúng tôi cảm ơn rằng luôn luôn rất là nhiều khách hàng đã luôn luôn tin tưởng chúng tôi. Vì chúng ta phải bỏ ra một khoản tiền trên 40 triệu, nó không phải dễ dàng để chúng ta chọn một cái nơi nào bán hoàn hảo hay là đàng hoàng. Thì ở đây chúng tôi đã bán mẫu này cũng cả chục năm hơn rồi. Chúng tôi hiểu rõ được những cái giá trị mà chúng tôi biết xử lý được. Chúng tôi có một hỗ trợ support từ hãng, nên nó sẽ an tâm hơn cho người dùng rất là nhiều khi các bạn cần thiết. Chúng tôi luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua sản phẩm tại shop. Khi mua hàng, bạn sẽ được hỗ trợ từ các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi từ lúc mua cho đến khi thành thạo sử dụng. Vì chúng tôi muốn máy tính của bạn mua nó phải thật sự bền và xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Đặc biệt thì chúng tôi sẽ tặng kèm bạn một cái gói bảo dưỡng theo tiêu chuẩn ASTE của Hoa Kỳ để máy bạn đảm bảo được hoạt động ổn định nhất. Nay thì các ứng dụng như UltraView hay TeamViewer rất là tiện lợi. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn từ xa. Kể cả sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn hết lòng hỗ trợ bạn và giúp đỡ bạn. Bạn có thể đến showroom của hệ thống laptop Sotai Shop tại địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để trực tiếp xem các cái mẫu máy tính. Chúng ta có thể mua trả góp bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có trả góp 0%. Chúng tôi chấp nhận thanh toán tất cả các loại thẻ ngân hàng từ nội địa và quốc tế. Nếu như các bạn ở xa mà không có điều kiện đến shop, bạn vẫn có thể mua online trên web của chúng tôi. Bạn hãy truy cập vào laptopsataishop.com hoặc liên hệ hotline 090 3344 188 và 0909 344 188 để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công nhé.